Khi chiến tranh Pháp Phổ kết thúc vào năm 1871, sự thống trị của quân đội Pháp ở châu Âu cũng chấm dứt. Từ đó, một nước Đức hùng mạnh, thống nhất chiếm vị trí trung tâm và mang lại sự cân bằng quyền lực hoàn toàn mới tại châu Âu trong những năm thập kỷ cuối của thế kỷ 19. Tuy nhiên, Pháp vẫn chưa mất vị thế hoàn toàn vào giai đoạn này. Sau khi bị quân Phổ đánh bại, người Pháp đã tiến hành một loạt cải cách trong nước. Mọi thứ từ xây dựng đường xá đến tiêu chuẩn hóa ngôn ngữ. Mục tiêu là tạo ra một quốc gia hùng mạnh hơn. Quân đội cũng tìm cách hiện đại hóa và đã có một ứng cử viên mới nằm trong danh sách các dự án phát triển súng trường. Trong cuộc chiến với Phổ, cả hai bên đều trang bị cho quân đội của mình những khẩu súng trường nạp đạn bằng tay. Bắn đạn chì được gói bằng giấy, đó là khẩu Tracy và Jesse Pott. Nhưng ngay sau khi cuộc chiến đó kết thúc, Đức đã áp dụng một loại súng trường bắn phát một mới do Mauser thiết kế, có hộp tiếp đạn kim loại và bắn đạn đồng. Sự đổi mới này đã nâng tầm chiến sự tại châu Âu và thể hiện tính ưu việt rõ ràng của nó so với súng trường bắn đạn gói giấy cũ. Pháp đã hành động nhanh chóng bằng cách loại bỏ súng trường Fuso Model 1866 Jesse Pott sang bắn cỡ đạn 11-59 ly. Hộp đạn tương tự như loại được sử dụng bởi súng trường mới của Đức. Nó được gọi là Fuso Rast Model 1874. Và nó là một khẩu súng trường phục vụ hiệu quả, mặc dù chỉ là một biện pháp tạm thời. Tuy nhiên, thứ mà người Pháp muốn là một khẩu súng có quy trình nạp đạn tự động thay vì nạp đạn từng viên bằng tay. Và họ đã thực hiện bước đầu tiên vào năm 1878, khi hải quân của họ sử dụng hệ thống băng đạn hình ống Kropatschek giống người Áo cho khẩu Fras. Đó là một bước ngoặt mạnh mẽ đã chứng minh tính khả thi của súng trường nạp băng đạn đồng hình ống có hộp đạn ở trung tâm. Nhưng một điều gì đó mang tính cách mạng sắp xảy ra. Năm 1884, một nhà hóa học người Pháp tên là Paul Villi đã phát minh ra Poudre B. Nó là một loại bột đẩy, hay còn gọi là thuốc phóng dựa trên nitrocellulose không tạo ra khói, đi trước thời đại. Sau đó, Nicolas Label đã thiết kế một phiên bản mới cho hộp đạn thuốc súng đen Rass 11-59 ly. Có cổ thấp để chứa loại đạn Polyam gồm 232 hạt, có lớp vỏ đồng và mũi phẳng. Do tầm bắn xa hơn và quỹ đạo thẳng hơn, cỡ đạn 8-50 ly mới của Label đã đặt ra tiêu chuẩn cho băng đạn tới tận ngày nay. Người Pháp thừa thắng xông lên. Bây giờ họ bắt tay vào nghiên cứu thiết kế một khẩu súng trường mới để tối ưu hiệu năng loại đạn này. Thiết kế đó nhanh chóng xuất hiện dưới dạng một khẩu súng trường bắn phát một sử dụng băng đạn hình ống có sức chứa 8 viên, được sử dụng với tên gọi là Fuso Model 1886 hay còn gọi là Model 1886 Label. Khẩu súng trường này sử dụng một chốt mở có hai mẫu khóa đối xứng cần thiết để chịu áp suất tăng lên do loại thuốc súng không khói. Cụm ống ngắm phía sau có thể điều chỉnh độ dốc lên tới 2.400m, đối với tầm nhìn chiến đấu là 250m, thước đo gập về phía họng súng. Sau khi Model 1886 Label được đưa vào phục vụ trong quân đội Pháp vào năm 1887, người ta nhanh chóng nhận ra rằng hand pulling the slicer cần được tăng cường. Thêm vào đó, một mối trở ngại nghiêm trọng về an toàn phải được giải quyết. Kinh nghiệm thực địa với các hộp đạn bị bể cho thấy sự cần thiết của tấm chắn khí trên chốt để bảo vệ mặt người bắn. Hai sửa đổi thiết kế đã khắc phục những vấn đề này và khẩu súng trường này trở thành Fuso Model 1886 Modify 93. Điều này mang lại cho người Pháp một thiết kế cạnh tranh với khẩu Mauser đang được sử dụng vào thời điểm đó. Ba kho vũ khí của chính phủ chịu trách nhiệm sản xuất Model 1886 M93 là Thule, Chatelrau và Sweet 18. 5 năm sau, đánh lược viên đạn càng được phát triển. Năm 1898, người Pháp đã thay thế loại đạn Polyam mũi phẳng bằng loại đạn đuôi thuyền kiểu Spitzer có tên là Poly-E, giúp tăng thêm vận tốc và tầm bắn của đầu đạn. Cũng cần phải sửa đổi vỏ đạn 8-50 ly bằng cách đưa vào cái lõi hình khuyên xung quanh kiếp nổ. Thiết kế này được dùng để ngăn chặn việc đánh lửa của viên đạn trong băng đạn,
Với sự kết hợp này, súng trường Model 1886 M93 Label cùng hộp đạn 8 ly và viên đạn Bolide giúp súng trường Label đã đạt đến đỉnh cao. Nó được sử dụng thực chiến lần đầu trong cuộc nổi dậy của võ sĩ Boxer Rebellion và sau đó tham chiến vào năm 1914, Thế chiến lần thứ nhất. Nó cũng mang lại phép màu tại trận Mons. Nó cũng gắn bó trong suốt 10 tháng máu đổ đầu rơi ở Verdun. Tính ra thì 100 năm trước, nó đang đưa trận đại chiến tới tàn cuộc. Mặc dù súng trường Label được cải tiến về mặt kỹ thuật, nhưng chiều dài tổng thể là 51,2 inch của nó khiến nó kém lý tưởng cho mọi vai trò. Do thiết kế băng đạn hình ống của súng trường không thể dễ dàng chuyển đổi thành súng carbine dành cho kỵ binh hoặc kỹ sư, nên người Pháp đã sử dụng súng carbine Berthier vào năm 1892. Các khẩu súng trường Label hiện có cuối cùng đã được chuyển đổi thành hai loại súng carbine khác nhau. Một trong hộp đạn không vành 7,5 54 ly mới của Pháp, model 1886 M27, và loại còn lại có kích thước là 8 50 ly, model 1886 M93. Pháp đã phải trả giá đắt đắt cho chiến thắng trong đại chiến lần thứ nhất, với hơn 1,1 triệu người thiệt mạng trước lệnh đình chiến ngày 11 tháng 11 năm 1918. Hàng triệu binh lính Pháp đã phải mang theo khẩu súng trường Label nặng 9,7 pound, loại súng trường quân sự không khói đầu tiên